Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với đoạn clip nhỏ, tại vì hôm nay mình cũng có vừa chỉnh sửa một số đồ chơi trên con xe của mình, và thêm một món nữa. Hôm qua thì mình có up một clip. Clip đó là mình nói về đèn L4X ấy. Đèn này. Thì hôm qua mình vừa gắn nó nằm ở dưới này này, nó nằm ở đây này. Nhưng mà trải nghiệm của nó nằm dưới đây thực tế là nó sẽ không tốt, tại vì nó gọi thẳng xuống mặt đường như thế này, nó không có sáng cho xe và nó không giúp ích được cho mình khi đi tour, tại vì mình cần phải gọi xa, gọi tỏa. Còn nó gắn ở đây này thì nó bị ca, bị bá, bị cứng với lại cái kính, mình không thể bật ra bật vào được. Nó bắt buộc bây giờ mình phải chế ngược cái bát lên đây. Nhìn nó cũng cân đối các bạn ạ, nhìn cũng cân đối nha, cũng rất là cân đối. Nhưng mà ánh sáng á, khi mà bạn gắn ở trên đầu đèn này á, mình sẽ tận dụng được đủ tất cả các ánh sáng luôn, nó tỏa ra. Còn nếu mà bạn gắn ở chống đổ này á, thì ánh sáng của nó sẽ bị thu hẹp lại, nó tầm khoảng độ được ánh sáng 180% thôi. Còn mà gắn trên đây thì ánh sáng có thể là 80-100%. Đấy, đây là mình test cho các bạn xem nha. Đấy. Trong khi đó là trời sáng á, bây giờ là trời đang sáng á, mà đèn của nó thế này. Đấy. Và hôm nay mình máu quá, mình chịu không nổi thực tế luôn. Cảm giác mà bạn mua xe á, mà bạn chờ đâu ra thì nó rất là khó chịu. Thì bây giờ mình không có thể nào mình chờ đâu ra được nữa. Mình lên thẳng luôn. Kebo Yoshimura R77 full carbon, cổ bô bọc màn lọc tô ong. Khi mà mình lên, nói chung là cổ bô á, bầu màn lọc tô ong nữa, thì các bạn lên ở đâu cũng được. Nhưng mà có một số chỗ á, không biết họ kết cấu như thế nào mà cái cổ của các bạn á, nó rất là bị mất hơi. Nhưng khi cái cổ này mình lên ở shop F1 Store á, không hề có tình trạng bị hụt hơi luôn. Tiếng ra rất là trầm, rất là ấm, rất là đều. Còn riêng cái bô Yoshimura này á, mình đã test rất là nhiều loại bô rồi. Mình test từ R1 Yoshimura, rồi SC. Đó, mình test rất là nhiều loại bô, ngắn hay là lục giác hay là như nào cũng có test hết. Thì thực tế mình rất là ưng với cảm nhận của mình á, với cái sở thích của mình á, mình rất là ưng cái tiếng của cái bô Yoshimura này. Cái tiếng của nó không quá phá làng phá sớm, nhưng nó rất trầm, ấm, nghe rất là thoải mái luôn á. Nghe là bạn biết được cái tiếng của nó là uy lực. Đấy. Bây giờ mình có thể là mình sẽ mở lên cho các bạn test thử. Đây là carbon, carbon đúng của nó luôn nha các bạn. Carbon thật đấy, rất là bóng đẹp. Còn cái này á, là nó phát thẳng luôn, phát thẳng ốc luôn, chứ không phải như là mấy cái bô R1 á. Bô R1 thì thường anh em R15 lên rất là nhiều, nhưng mình không thích, mình thấy nó đại tràng sao á. Với lại cái tiếng của nó nghe cảm nhận nó quá, nó hơi to, nó cũng không ấm bằng con này ấm lắm nha. Thì cái logo của R1 thì nó dán thôi, con này bắt thẳng vào đây luôn. Nhìn tổng thể cái bô nó cũng đẹp. Đấy. Bây giờ mình nổ máy thử cho các bạn xem về cái bô nha. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm bô á, muốn nghe được tiếng bô một cách chân thật nhất á, thì các bạn có thể ra shop, cụ thể là có thể là F1 Store. Họ sẽ nhiệt tình, tận tình giới thiệu bô và chỉ các bạn về lên bô như thế nào là chuẩn. Đây đầu đèn xe mình. Ok, hôm nay mình update, mình sửa chữa về đèn L4X và lên bô. Xe mình rất là bóng bẩy đúng không anh em ạ? Sắp tới thì mình cũng chả biết lên gì nữa. Chắc có lẽ là mình lên R16 đấy, mà để xem đã.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xem clip của mình nha. Thank you very much.